Xin chào các em, thì hôm nay anh sẽ đến với cái phần bài giảng tiếp theo về cái dạng toán thống kê trong kỳ thi SAT. Đó, thì ở phần trước thì anh đã liệt kê về ba cái khái niệm: thế nào là trung bình cộng, thế nào là trung vị và thế nào là cái range, tức là khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất của hai cái số min max trong một tập hợp số. Thì hôm nay anh sẽ đến với cái khái niệm thứ tư, đó chính là mode và hai cái ví dụ căn bản để mình nắm rõ được cái dạng bài tập của nó. Thì đầu tiên, mode thì mình có thể hiểu nôm na là chính là cái mà số có tần suất lặp đi lặp lại nhiều nhất trong tập hợp số. Thì mode có nghĩa là số, một cái giá trị mà có tần suất lặp lại nhiều nhất trong một cái tập hợp số đã cho. Thì anh sẽ lấy một cái ví dụ chẳng hạn như là gì? Anh sẽ có một cái tập hợp số như sau: 1, 1, 1, 2, 3, 5, 5, 7, 100. Thì mình xét trong đây thì mình có thể thấy thằng số 3 lặp lại 3 lần và thằng số 5 lặp lại 2 lần. Đó, thì mode là cái số, cái giá trị mà có tần suất lặp đi lặp lại nhiều nhất trong cái tập hợp số, thì đó chính là thằng số 1. Thì mình có thể suy ra thì mode là giá trị số 1. Và cái thứ hai anh muốn nhắc tới đó là trong một tập hợp số thì có thể có nhiều mode. Thể có nhiều mode. Trong một tập hợp số. Lấy một ví dụ khác, chẳng hạn như là anh sẽ có là 2, 2, 5, 6, 100, 102 và 102. Thì chúng ta có thể thấy rằng là gì? Số 2 ở đây nó đã xuất hiện 2 lần. Và cái thằng 102 này nó cũng xuất hiện 2 lần luôn. Đó. Thì ta sẽ suy ra được mode của dãy số trên nó là 2 hoặc là 102. Đó, được chưa? Thì anh sẽ nhắc lại hai cái khái niệm của thằng này. Đó chính là mode là giá trị có tần suất lặp lại nhiều nhất trong một tập hợp số, và cái thứ hai là có thể có nhiều cái mode trong một tập số. Thì để mình vững hơn về cái phần kiến thức về mode và cũng như những cái khái niệm bữa trước, thì anh sẽ đến với cái phần bài tập minh họa. Ở đây anh sẽ có một cái bài tập như sau. Là anh có một cái biểu đồ, thì ra nó biểu đồ thế thôi, thì nó sẽ biểu diễn những cái số nguyên và cái tần suất xuất hiện của nó. Đó, ví dụ như là số 5 nó sẽ xuất hiện mấy lần, 2 lần, số 6 mấy lần, 1 lần như này. Thì ở đây thì chúng ta có thể đọc đề trước và sau đó chúng ta có thể tự giải, nhưng mà đây anh sẽ giải luôn. Thì số 5 là bao nhiêu? 1 lần. Số 6 là bao nhiêu? Số 5 là 2 lần chứ. Số 6 là 1 lần này. Còn số 7 là không có. Số 8 là mấy lần? Số 8 là cao nhất nè. Số 8 là 4 lần. Số 9 là mấy lần? Số 9 là chỉ có 2 lần thôi. Còn số 10 là bao nhiêu lần? Số 10 là chỉ có 1 lần. Thì anh sẽ, cái này là kiến thức ngoài thôi. Thì mình có thể nhìn ở đây, mình có thể thấy số 8 nó là mode của cái tập hợp này. Nó là cái phần khái niệm anh vừa mới nêu. Thì anh có thể viết cái thằng này dưới dạng dãy số mà gì? Số 5 xuất hiện 2 lần đúng không? Thì anh ghi 2 lần số 5 vào đây. Rồi số 6 không có số 7 thì anh sẽ không ghi nó. Số 8 là 4 lần, 8 8 8 và 8, và số 9 9 và số 10. Đó là dãy số của chúng ta. Thì ở đây cái đề nó hỏi mình là gì? Nó hỏi min và range. Min là gì? Là giá trị trung bình, và range là cái khoảng cách lớn nhất và bé nhất của hai thằng max với min. Thì đầu tiên là anh sẽ tính là min trước. Thì trung bình là gì? Là tổng tất cả các phần tử trong tập hợp chia cho số lượng phần tử đó. Thì em sẽ có là giá trị trung bình sẽ là 5 này nhân cho 2 này, cộng 6 này, cộng 8 nhân cho 4 này, cộng 9 nhân 2 này, cộng 10 nè,
chia cho số lượng. Số lượng là bao nhiêu? Mình có thể đếm 1 đây, 2 đây, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Chia cho 10. Đó, nó sẽ ra là 7, 16 phần 10. Thì kết quả nó sẽ là 7.6. Cái thằng min ở đây sẽ là 7.6. Rồi tiếp tục thì mình sẽ tính cái thằng khoảng cách lớn nhất và bé nhất. Thì ta nhận xét là gì? Min của nó sẽ là giá trị nào? Là 5. Và maximum của nó sẽ là giá trị nào? Là giá trị 10. Thì mình suy ra được cái range của nó sẽ là tuyệt đối của 5 trừ đi 10. Thì nó sẽ là 5. Thì có phải là khoảng cách giữa thằng số 5 với số 10 là 5 không? Thì cái range của nó sẽ là 5 và cái min của nó sẽ là 7.6. Vậy thì cái đáp án chỗ này mình sẽ chọn là câu B. Đấy, cái đồ thị này nó cũng không có gì hết, nó chỉ là số nguyên và tần số xuất hiện của nó thôi. Thì anh sẽ biểu diễn cái đồ thị này dưới dạng gì? Cái tập hợp số như mình đã quen nhìn. Đó. Cái này chính là cái ví dụ thứ nhất. Rồi bây giờ mình sẽ đến với cái ví dụ thứ hai. Như sau, anh sẽ có cũng là một cái bảng luôn. Thì nó cũng không có vấn đề gì hết. Thì mình đây, ở đây mình sẽ có là 7 cái câu quiz tương ứng với số điểm của mỗi câu. Chứ ví dụ như câu quiz 1, câu số 1 là 87 điểm, câu số 3 đi là 90 điểm, câu số 7 đi là 91 điểm. Đó, cái điểm mình để ý là gì, nó sắp xếp nó cũng loạn soạn hết trơn. Thì ở đây nó hỏi mình là cái gì? Cái thằng mốt nó lớn hơn thằng median. Mình nhớ là gì? Thằng này là trung vị nè. Đó, thằng mốt là cái thằng xuất hiện lặp đi lặp lại nhiều nhất. Rồi thằng trung vị, đây là trung vị, nó sẽ lớn hơn thằng giá trị trung bình. Và cái range là cái khoảng cách lớn nhất của thằng lớn nhất và nhỏ nhất. Cái khoảng cách của thằng lớn nhất và nhỏ nhất nó sẽ lớn hơn 20. Bây giờ anh sẽ biểu diễn cái thằng những cái dãy con số ra và anh sẽ sắp xếp nó lại cho mình dễ nhìn. Đầu tiên là mình có 75 nè. Tiếp theo là gì? 87 nè. Tiếp theo sẽ tới 83 nè. 83. Xong rồi tới 87, mình có 287 mình chưa? Đây 87 xong, 87 xong, 75, 83 xong. Tiếp tục sẽ là 90. 91 và 98. Đó chính là cái dãy số mà sau khi anh sắp xếp lại được. Giờ đầu tiên anh sẽ tính ra cả ba thằng luôn. Thứ nhất là anh sẽ tìm ra thằng mốt. Mình để ý là gì? Mốt là thằng xuất hiện có tần suất lặp đi lặp lại nhiều nhất ở trong cái bảng này. Thì mình để ý là 287 xuất hiện 2 lần. Đó. Vậy thì cái thằng 87 sẽ là 1. Cái tiếp theo là tính median trước. Thì median á, mình còn phải dựa vào xem coi cái tập này là có lẻ phần tử hay là chẵn phần tử. Được chưa? Để đếm 1 đây, 2 đây, 3, 4, 5, 6, 7. Lẻ phần tử, như vậy thì cái median của nó chính là cái phần tử đứng ngay giữa luôn. Thì ở cái thằng này ta sẽ chia cái tập ra thành hai cái, chia làm hai phần bằng nhau, bên đây có 3 và bên đây cũng có 3. Được chưa? 87. Còn nếu mà chẵn thì sao? Chẵn thì nó sẽ là tổng hai phần tử đứng giữa và chia cho 2. Đó. Còn bây giờ mình sẽ tính tới là gì? Min. Thì trung bình, cái trung bình nó sẽ là bao nhiêu? 75 cộng 83 cộng 87 nhân cho 2 cộng 90 cộng 91 cộng 98 chia cho mấy? Mình có bao nhiêu giá trị nè? Mình có 7 giá trị, chia cho 7. Thì anh sẽ có một cái máy tính nhỏ chỗ này. Đây. Đây anh sẽ có một cái máy tính như chỗ này. Đầu tiên là gì? 75 cộng cho 83 cộng cho 87 cộng cho 87 cộng 90 cộng 97. Nó xấp xỉ hơn 87,285, anh sẽ cho là 87,29 nè, được không? 87,29.
Đó, anh phải thu nhỏ cái máy tính được. Rồi cái min trung bình là 87,29. Rồi tiếp tục anh sẽ tìm cái range. Thì cái range thì mình phải lưu ý cho anh tìm coi thằng nào là lớn nhất, thằng nào nhỏ nhất trong cái tập này. Đầu tiên mình sẽ có là gì? Min của nó sẽ là 75. Và maximum của nó là bao nhiêu? Max là 98. Như vậy thì cái range của nó sẽ là 75 trừ 98. Nó sẽ là 23. Vậy thì mình sẽ xét từng cái câu mình đề xem coi câu nào đúng và câu nào sai. Thì đây, cái mốt nó lớn hơn cái thằng median. Cái mốt đâu? Cái mốt mình là 78 đây. Mốt mình là 87. Thằng median 87 thì hai cái mốt với median nó sẽ bằng nhau. Và cái câu số 1 là câu sai. Đó. Rồi cái câu số 2, cái trung vị, median trung vị nó lớn hơn cái giá trị trung bình. Thì mình lại để ý trung vị là 87, trung bình là 87 với 29. Như vậy thì cái mệnh đề số 2 cũng sai luôn. Đó. Rồi, bây giờ tới cái phần còn lại thì cái range của nó sẽ lớn hơn 20. Để ý chỗ này, cái range của mình tính được là bao nhiêu? 23. Được chưa? Thì có phải là cái range của nó là lớn hơn 20 rồi không? Đúng không? Như vậy thì cái câu số mình đề số 3 là mình đề đúng. Đó, như vậy thì chỉ có câu 3. Câu 3 only là mình đề đúng thôi. Đó. Thì qua cái hai cái ví dụ này, một cái ví dụ mà có toàn bộ mốt, median, min và range luôn trong một cái ví dụ. Và một cái ví dụ phía trên và cái phần lý thuyết về cái mốt thì anh hy vọng thì mấy em sẽ có những cái kiến thức căn bản để mình có thể làm được những cái bài tập. Không những cái bài tập dễ thế này còn thấy cái bài tập mà khó hơn nữa. Thì anh chúc mấy đứa học tốt.